Phật dạy, này thiện hiện, vì mười lực Phật chỉ có giả nói, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xà, mười tám pháp Phật bất cộng chỉ có giả nói, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, Tại sao vì mười lực Phật chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không. Mười lực Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng như vậy. Chỉ có giả nói. Vì mười lực Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh phật dạy này thiện hiện vì pháp không quên mất chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì tánh luôn luôn xả chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh Bạch Thế Tôn tại sao vì pháp không quên mất chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì tánh luôn luôn xả chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không pháp không quên mất tánh luôn luôn xả cũng như vậy chỉ có giả nói vì pháp không quên mất tánh luôn luôn xả chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh Phật dạy, này thiện hiện, vì trí nhất thiết chỉ có giả nói, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chỉ có giả nói, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì trí nhất thiết chỉ có giả nói, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chỉ có giả nói, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng như vậy chỉ có giả nói vì trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh Phật dạy, này thiện hiện vì tất cả pháp môn đà la ni chỉ có giả nói, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì tất cả pháp môn tam ma địa chỉ có giả nói, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì tất cả pháp môn Đà La Ni chỉ có giả nói, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì tất cả pháp môn tam ma địa chỉ có giả nói, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện như hai loại tiếng vang và hiện tượng nương hư không tất cả pháp môn đà la ni tất cả pháp môn tam ma địa cũng như vậy chỉ có giả nói vì tất cả pháp môn đà la ni tất cả pháp môn tam ma địa chỉ có giả nói nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh